Rồi chào mọi người nha. Mời mọi người. Mình sẽ ăn mì với trứng với lại mì xào, mì trộn. Mì trộn với cái gì đây? Trứng ốp la. Cái lại cái gì nữa? Trứng ốp la. À, mì trộn nha. Mời mọi người cùng ăn sáng với Ken nha. Thịt ngon. Thịt ốp la. Đó chứ. Thịt cốt lết chiên nha. Mì trộn với trứng. Trứng ốp la này. Thịt cốt lết chiên nè. Có thêm mà có thêm mayonnaise này, rồi tương ớt này. Ớt vào cái này nha. Mọi người cùng ăn với Ken nha. Sáng nay Ken bị đau mắt rồi nào. Ken mình muốn quay clip để cho mọi người xem ạ. Ken ăn giỏi như thế nào. Ngon không con ơi? Vừa miệng hả? Dai à con? Dai chứ. Đó là mì omachi á. Mì trộn omachi. Ngon chứ. Cho bao miếng được không? Thôi con ăn đi. Mình thử một miếng này nha mọi người. Thật ngon. Nhỏ. Nhỏ hả? Vừa vừa. Miếng trứng nè, mình thử một miếng nha. Ủa vậy? Mày trứng cưng quá. Đó. Nước sốt ngon dữ hả? À. Thấy chưa? Dai nữa hả? Lết chiên nha, ngon lắm. Ướp rồi mà chiên đi. Ăn bốc cái tay luôn. Ngon dữ. Mọi người thấy chân cần bốc tay á. Còn cầm cả miếng mà ăn luôn cho nó đã. Trông cả miếng lên luôn coi. Lên. Không có nóng à. Ken bị lủng hai răng cửa cho nên Ken nhai hai bên đó. Nào một bên đây à. Hai răng nó đang lên à. Con nóng rồi đâu. Mà con thổi. Nó quên mà cắt cái này cho con. Lau nhà Đức à. Ủa miếng thịt đâu rồi? Lau nhà. Ngon dữ. Làm miếng to luôn. Cho nó đã. Con ăn cây ăn ngon đấy mọi người. Rất ngon. Ăn đây con.
không nghe hết được luôn. Con ăn hết không? Nhiều dữ. Cân mới lớp 1 mà 40kg rồi không mọi người? 30 cân. À 38kg, lớp 1 mà cân 38kg rồi. Các bạn lớp con thì 40. Con thua bạn đó hả? Có bạn thì 45. Thế cân vào rồi, cân học từ 1 cân được mấy điểm nhỉ? Thi cân được mấy điểm? Toán được 10. Trời. 9 được gần. Tiếng Việt được mấy? Quá giỏi rồi mọi người, Ken đi học được thi học kỳ vừa rồi được toán được 10 điểm, tiếng Việt được 9 điểm, giỏi, ăn cũng giỏi nữa. Lần đầu tiên Ken mới ăn món này đúng không con? Có gì mà hết tầm lắm. Sao cái gì mà thấy cầm lông thế bạn? Ừ. Nó trương. Cầm lên. Nó biết nhiều. Đây này, đây mới thịt này. Thịt chụp lên. Đây mới thịt. Con cầm, cầm một cạnh. Em muốn thịt. Đừng bóc tay như vậy con. Gần hết rồi. Cho nên bây giờ gần hết. Đức cho em đi lau nhà đi con. Nó sạch sạch. Lượt lại con cho ba nè. Ừ, dạ. Đẹp quá. Mau lắm rồi đó. Giờ mình mới cảm nhận được. Gói mì rất nhiều, cái chắc ăn không hết đâu. Hết đâu con. Còn thêm một quả trứng ốp la với một miếng thịt cốp lết nữa mà. Nhiều lắm á. Ba biết đại mập không? Ừ? Ba biết đại mập không? Đại mập ăn 5 gói mì. Ừ. 5 gói mì luôn. Đại mập ở trong Tôn ATV á. À, bạn mập trong Tôn ATV á. Năm gói mà hết luôn. Năm gói hết cái tô này luôn. Nhưng mà có thịt không? Có thịt giống con rồi, có trứng chiên giống như con không? Không. Con như kêu khác mà. Thôi bỏ vào miệng luôn chứ. Nhanh còn học bài còn chơi coi. Đó trương. Trương mà con cắn đầu này thịt nè. Là miếng thịt đấy. Đúng rồi, cắn miếng to to. Đó. Ui da, đã chứ. Cắn miếng thịt đã chứ. Ui da, ngon quá. Cay không? Lại ba bỏ tương ớt có cay không? Không. Bình thường. Đó. Ăn buổi sáng cái này quá chất lượng luôn. Con à? Quá cực. Rồi ba đưa lại ba ăn là ba ăn hết rồi.
Ăn đây con, đừng nhơ nhơ nhờ, ăn đi. Đạt quá. Đó, mì cần hết rồi, nó trứng. Ngon quá, cái ăn đã quá. Cái ăn thèm luôn á. Mấy bạn đăng ký thì mình mua cho nha. Đăng ký là mình mua cho. Đăng mình mua á. Cái anh chưa làm gì ra tiền mà là sao mua được đúng không? Đúng rồi, ba mua á. Được cắt cái đó chưa? Đây, cho các bạn nè. Cho vợ bồ á. Các bạn cũng nghe của mình chứ. À. Các bạn nó băng rau hà. Các bạn, mọi người chỉ có xem video thôi. Một can thôi. Cho con cầm tay luôn, ăn cho nó đã. Nha, ký vào con. Thịt cốt lết chưa? Trứng thì chưa bỏ cuộc. Trứng thì chưa bỏ cuộc. Một trăm anh em nhân. Rồi, còn miếng này thôi, hết rồi con. Để cho phần nghĩa luôn nhé. Có giỏi. Cầm tay lên. Đúng rồi. Thật trẻ luôn. Rồi. Cầm miếng rau mà không thích. Quá đã. Rồi, mọi người thấy giờ thật dĩa nha. Rồi, bye bye tạm biệt mọi người nha. Bye bye tạm biệt mọi người. Nhớ đăng ký kênh cho mình nhé. Mọi người nhớ thấy clip hay nha. Ngày hôm nay thì về món mì xào với trứng với thịt cốt lết. Nhớ để lại một like và một đăng ký cho kênh nha. Bye bye, tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong các clip tiếp theo nha. Bye bye.